Hồ sơ cá sấu là cái gì? Là thứ đang đẩy vợ cậu ra khỏi nhà đấy. Có liên quan đến Tuấn Mỏ không? Một chút. Còn lại ở trên hắn. Là ai? Tôi đang tìm hiểu. Nhưng trước hết, cậu hãy vì tình yêu và sự hy sinh của cô ấy gạt bỏ tự ái cá nhân, đưa cả nhà lánh đi một thời gian. Đi học ngoan con nhé. Về chiều nay bà dán lại xúc xích ăn nhé. Con gái mẹ Nguyệt xinh quá nhỉ. Này, canh muốn gì thế ạ? Làm trò gì đấy? Anh Tuấn muốn nói chuyện với anh. Có chuyện gì? Chuyện nhỏ thôi. Anh có một đề nghị. Chú đứng dịch sang một bên, cho anh một chút riêng tư với cô Nguyệt. Ra là vậy. Nhưng tôi rất tiếc, tôi vẫn phải đứng ở đây. Vì tôi không thể tự làm theo ý của mình được. Mong anh thông cảm.